Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ỷ Thiên TV trong phần chơi Minecraft Chosen Modded Adventure. Và ông này muốn gì đây? Ông rộn quá nha. Chỗ người ta đang đứng treo máy. Ông tới đây ông muốn cái gì? Tôi hỏi ông muốn cái gì? Tôi không biết ông muốn cái gì nhưng mà tôi biết hai con này là biết muốn cái gì rồi đó. Muốn thịt chứ muốn cái gì? Lấy mỡ. Và chúng ta sẽ có Horo một đống. Gì vậy? Hello. Rồi, Andesite, Dioxide, Granite. Granite với lại Stone. Stone đâu? Cục nào là Stone? Đây, 11.000 Stone. Ok. Và chúng ta sẽ có rất nhiều Deep Slay, 13.000. Chỉ là Deep Slay nhiều hơn. Thì trong này á, bắt buộc nó sẽ phải là Solid nha. Các bạn nói không cần đào Solid đâu. Không đào Solid là không đúng. Anh kia. Không đào Solid á, là nó đào cái viền xung quanh thôi. Hello, hello. Chưa à, dữ vẫn còn đang bay đây. Nếu mà không có cho đào solid á, nghĩa là nó sẽ chừa ra và nó quất cái phần bên trong như thế này, không có đúng. Nó đang đào đâu đó bên dưới nè, sâu lắm, chúng ta không có nghe được, không biết được đâu. Cái gì đây? À, đây có cái loại cát đặc biệt kìa. Cái cây chổi xuống liền, cái cọ liền. Cọ mấy cái. Trứng không? Không trứng. Không phải trứng. Để ra khỏi nước coi. Phải làm luôn cái đồ gọi là thở dưới nước cho nó sung sướng. Có cái cửa nữa. Rồi vô quét cái đi. Coi thử coi. Còn cục nào nữa. Vậy thì nó cứ kiếm được cái sen đặc biệt đó cho mình không đây? Hello bà con. Nè. Khu dưới này. Cái hai cái này về trước. Bye bye nha. Ủa khoan. Spawner. Có phải đâu. Tưởng spawner chứ. Nó nói chung là nó sẽ đào ra. Ok. Chúng ta quay ngược lại. Đang chạy Deep Slay hơi chậm. Tại vì không đủ điện. Phải về. Có những gì không cần thì đem dục bỏ. Vậy thôi. Tùy phần chơi ha. Nhưng có những phần chơi nó không cho thở dưới nước. Nhưng mà muốn water breathing thì cũng đâu khó gì đâu. Ta sẽ có water breathing jam. Hoặc là water breathing này. Nào cũng được hết. Prismarine Shack. Guardian Spike. À, sẵn đây mới nhớ. Bên kia nó đang đào rồi. Chúng ta đi chơi một cái. Hoài. Trong những tập trước mình nhớ là mình có phát hiện Widen Stalker, không phải Widen vậy đó, Widen Guardian. What?
Biden Stalker nè, Biden Hunter nè, Ocean Enderman, Biden Guardian nè, đủ rồi. Mình nhớ mình có phát hiện mà. Ta qua bển coi thử. Đâu rồi? Nằm bên đây nè. Bây giờ mấy con Wyden là có hang ổ hết. Đi coi thử coi. Lần đó chúng ta còn yếu, cho nên chưa có coi được thoải mái. Bây giờ coi được thoải mái rồi đó. Đây. Đây là Wyden Guardian. Cái hang của nó. Có spawner. Wyden Defender. Wyden Defender rất là cái spy á. Kim. Vậy thôi hả? Bây giờ Biden Jam. Ủa vậy thôi hả? Really? Chỉ vậy thôi sao? Đầu tư một cái hang động đẹp đến như vậy mà chỉ có vậy thôi à? Nó phải có một cái spawner để ở giữa chứ ha. Để chuyên xuất hiện con Wyden Defender. À con này nè. Hoặc là hang ổ này đó sẽ xuất hiện luôn. Có gì đây nè? Aureal Tabunco. Cũng được. Bây giờ chúng ta chưa có làm Night Vision nữa. Vậy phải trang bị Night Vision luôn. Còn thiếu Water Breathing Night Vision. Trang bị luôn. Còn chỗ gắn charm không? Hết chỗ gắn charm rồi. Quốc đinh charm hình như đâu cần nó đâu. Còn mấy hiệu ứng như slow nợt rồi cái gì này nọ thôi. Không cần thiết lắm ha. Chỗ gắn charm hơi ít. Ring. Có thể loại nào là ring? Phoenix ring. Mà chỉ có mấy con Biden vậy thôi hả? Rồi như vậy là bây giờ cần water breathing với lại night vision. Để xài cho thoải mái. Ta bưng cô. Không có ta bưng cổ. Gì vậy? Rồi, hay quá bấm lộn anh ơi. Đi sạc điện. Phải cho bên kia đào thêm mớ nữa rồi chúng ta mới bắt đầu xây dựng nha. Ao riêu ở đây full luôn á. Quá dữ, chỉ có sâu thôi. Sâu với blood là còn thiếu. Cái đền dục. Thuần hóa được pet là sao? Muốn thuần hóa con gì mới được? Water breathing. Ây, quên lấy bông orchid rồi. Lua orchid.
hơn ni. Căng vậy. Làm cái này. Auto show thì cũng có đó, nhưng mà bây giờ chưa cần, đâu cần nâng đâu, nên tạm thời mình chưa làm ha. À, để ta coi thử rồi. Crack clip có nè. Nhiệm vụ có gì đâu kiếm. Giờ nhiệm vụ đâu còn gì nữa đâu. Cho một những thứ này. Cũng không có gì đặc biệt lắm. Trong mấy cái mớ này không thấy có gì đặc biệt lắm. Ví dụ như giờ chúng ta muốn đánh Warden thì deep dark thôi. Cách đây 1000m có deep dark luôn. Thì có phải có night vision thôi, xong. Suy nghĩ gì nữa. Vô, quất. Có nữa thôi luôn á. Golden Carrot. Cái nhiệm vụ giống nhau, đâu có gì đâu khác. Ba giây hay 8 giây gì đó nó cũng như nhau ha. Invalid poison potion charm kì vậy. Phát sáng thực thể ha. Anh nghe trừu tượng quá vậy. Vậy cái charm nó tên gì? Làm gì làm phát sáng thực thể. Nghe trừu tượng quá. Hiện tại các bạn có thể đăng ký thành viên bên Bé Long á. Để tháng đó có thể chơi theo yêu cầu ha. Qua đình đó ha. Cái con gì đánh không xỉu. Qua đình hình như đánh được mà. Chủ yếu vô gặp qua đình lấy mẫu cái về cũng được. Forbidden and Arcanus. Cái gì để làm con đó nó phát sáng lên. Phải forbidden không? Apply cloven effect. Có một cái gì đó. Nó là amulet chứ đâu phải là charm. Emmy Echo.
Rồi, skeleton. Corner with a skeleton đâu. Úc gì à? Mấy bên kia. Còn đang farm gì chóng nha. Place hả? À có mình nó mới hoạt động. Cũng vậy à. Phải tắt đi. Chưa có ignore gì đó, ignore player. Nhẫn mana làm gì nữa? Vấn đề là làm mana để làm gì? Zombie spawner. Và làm nâng cấp. Giấu cái này vô. Night vision. Không rồi đó. Nón nè. Áo gà bỏ. Night vision. Secret ingredient. What level stronger? Chỉ làm luôn water breathing này cho nhanh. Kháng hết rồi vẫn bị darkness. Sao các bạn biết kháng hết rồi? Kháng hết là các bạn xài cái gì? Ví dụ như nãy mình có bỏ cái warding này nè. Cái này mới là work up negative excited effect nè. Còn cái này nó chỉ, nếu mà các bạn đang xài cái này giống mình nè, nó chỉ xóa mấy cái loại trong đây thôi. Đơn giản là vậy. Rồi bây giờ chúng ta đang kiếm Wither Skeleton. Chưa thấy cái spawner ta. On control. No AI. Bốn. Play và court. Ok. Bên kia và ngủ. Monster on zombie sao nó hình kỳ vậy? Zombie gì mà nó không có? Lạ.
Cho nó chạy thêm một chút. Hello và cảm ơn bạn nhiều. Có thông báo đó, cảm ơn bạn nhiều. Thank you. Quá dữ luôn. Bây giờ đi qua lấy sâu sen cái rồi bỏ bên kia xử lý. Thật là nhiều công chuyện quá. Công chuyện liên tục. Tốt nhất khoan đeo cái cham đi. Cho chổng đi là tính tiếp cái cham. Đúng rồi, with the bot. Thiếu scroll rồi. Em phải làm Wither Builder. Build xong rớt xuống, build xong rớt xuống cho khỏe. Úi già, lại lụm thêm nữa rồi. Đó. Bị nổ. Hai lần nữa. Nổ luôn. Draconic Evolution không có. Cái Builder hả? Cái Builder, Builder thì mình không nhớ là có làm custom shape được không nha. Builder là phải như phải kết hợp hai cái Builder với nhau chứ. Một cái Builder hình như không làm được. Tại vì cái shape của nó hơi đặc biệt một chút. Cho nên các bạn phải làm qua hai bước. Hello. Rồi bây giờ con Ikishia đâu rồi? Quay Ikishia. Nhìn hết ra Ikishia nằm đâu rồi? Cái gì không có hay sao đây? Có Ikishia gì xịn hơn nữa không? Obsidian Shear, Diamond Shear,
Hello. Cổ bền 1.048.576. Really? Chị cắt đã luôn. Có độ bền luôn kìa. Wow. Wow. Wow, gì ghê gớm vậy. Bé tí cần phải làm cái đồ cho bé tí có thể hồi sinh được ha. Gì? Bé tí rat upgrade gì ấy, quên mất rồi. Để coi. Muốn chơi phải hồi sinh được. Để lỡ như bé tí xỉu một cái, bé tí sống lại. Như bé tí thiên thần này phải. Alo. Bây giờ mình chưa có xài là bởi vì nhớ là mình chưa có làm được cái đó. Đây nè. Angel nè. À giờ làm được rồi. Hello. Nó thịt gà. Bùm. Upgrade Angel. Rồi xong. Bé tí đâu? Đang có bé tí rồng ở đây. Thành chưa? Cut upgrade Angel. Nhớ chưa mà? Chưa. Thôi đây. Gắn vô. Hết chỗ gắn. Ta sẽ cần phải có upgrade combiner. Cần phải có cái avatar Bradentus. Đó, bữa là chưa làm được chỗ này nè. Nó cần phải làm cái avatar này. Cần phải có Pirate Head. Cần Aurat Column. Câu up Bradentus thiếu tùm lum hết. Sinic Neo Ratlantian Spawn Level Below A. Phải kiếm con này nữa. Roden Rat Cow. Câu này dễ, không có gì khó. Pirate thì chỉ cần lấy em này, Piper Head. Wow, Piper lại không có lấy mẫu được. Hôm bữa Piper không cho lấy mẫu. Unbelievable gì? Cái gì là unbelievable? Em Ralentis, mấy này có hết rồi nè, giờ chỉ còn thiếu Pirate. Với cái skull, cái này khó. Deep Land Wind là phải triệu hồi Rat Baron nữa. Nhiều công chuyện lắm. Bởi là chưa có làm là bởi vậy chưa có thả mấy bé tí này đi chơi. Cái là làm cái chuyện chúng ta đi chơi, chúng ta đi xử lý luôn. Nay hả? Hôm nay đang chờ bên kia đào tài nguyên. Trong lúc đó thì chúng ta đi farm cái này farm cái kia chơi. Có nhiều con để đánh. Nhiều cái để làm. Ê! Ui! Cái này lấy cái pie xài luôn. Ui! Cái con đó khó kiếm lắm đó. Hyper Wound. Up bé tí tới nóc là cũng căng lắm á. Nó phải chuẩn bị làm tùm lum luôn á. Rồi Warden Amulet. Này trước.
Đó, nó sẽ xuất hiện hết tất cả mọi entity trong cái tầm nào đó. Ví dụ như chúng ta thấy có bầy quái bên dưới, nó chỉ hết trơn luôn. Activated Relic to Toggle. Toggle chưa? Bị activated rồi đó. Spectral Vision. Nè, ta thấy hết trơn luôn nè. Những con màu đỏ là con nào dữ, con màu xanh dương là hiền, con màu xanh lá là hiền, con màu xanh dương là neutral, trung lập. Rồi, nãy giờ đang làm gì quên mất rồi. Combiner cái gì? Combiner thì cần phải xử lý thêm nhiều công chuyện. Fire of Consciousness. Phải kiếm Spirit Flame. Bây giờ cho bé tí này xử lý Clay Powder. Cái con chuột nhỏ đó là nó đi xuyên tường được. Cho bé tí này xử lý đi. Căn cứ thì cũng sẽ xây thôi. Nhưng mà đang cho đào tài nguyên nha. Spirit Flame. Cái này chúng ta làm spawner luôn. Giờ lấy trứng lấy gì này nọ. Còn Ferrocrat này cũng vậy. Cái lúc xảy này rồi nè. Bật lên. No AI. Mất não. Không. Tắt. Wild rat. Có con nào dịch hạch không? Có một con. Con này Y-Rat. Y-Rat thì không có dịch hạch. Rồi xong. Tôi đập, tôi ăn cho đủ. Xoay. Đó, giờ hãy gắn cái work up vô luôn. Nó no rồi thấy không? Không làm cho coi thôi. Và cái nào được, cái nào không được ha. Tại vì nãy các bạn nói là white rat. Thì white rat không đúng. Cái đó đi. Để cái đó nhìn hoài mệt quá. Rồi làm lại một bình. Cái swap đâu rồi?
hết chưa? Có rồi nè. Phải spawn thêm mớ Pharaoh nữa, rồi làm thêm spawner nữa. Phải công chuyện nhiều quá vậy ta. Tự nhiên công chuyện để công chuyện. Công chuyện nó đẻ ra thêm công chuyện mới. Ta nó đã cho nó là no rồi. Hello. No AI rồi mà. Gì nữa? Còn một món nữa. Forest. Làm lạ sao lúc nào cũng không có forest food đó. Comparator. Có nhiều thứ. Ấm cái tầm spawn lại một cái. No AI. Spawn max entity 10, spawn count 2, 4 đi. Gì nữa? Hết rồi. No line đâu. Oh, lantern. Hello, hello. Rồi, mọi người sẵn sàng chưa? Chuyện hồi mấy con chơi mấy con nha. Sung lắm. Sung lắm. Ba con luôn. Ba con dữ luôn. Ba con Pharaoh Ratlantian. Sung không? Sung! Sung phong! Chú! 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 Ơi khoan, lấy mẫu, lấy mẫu. Cho lấy mẫu mấy em. Ồ, nó vẫn chơi kiểu đó. Không cho lấy mẫu hả? Cho chứ sao không? Rồi, cung đâu? Arrow đâu? Có gì đâu, chơi vui mà. Chứng tỏ là mặc dù chúng ta đã cho nó là no AI nhưng mà tụi nó vẫn không tính khi mà biến thành chùm ha. Tại vì con này não bự lắm. Mình thấy cái não nó lòi ra bên ngoài luôn không? Ghê chưa? Bộ ba làm ghê quá. Là bộ ba thần thánh. Con mà mình đang đánh đâu rồi? Sao nhớ đem mũi tên theo. Infinity tệ quá. Một em đã lấy được bộ não.
Để đi lấy mũi tên nó đi theo á, quýnh banh nhà luôn á, mất công lắm. Anh bể cái thứ hai. Đánh nó mệt lắm luôn á. Thiệt mấy con này á hả, mà cho được mất não á hả, là thật là sung sướng. Rồi một em nữa. Đánh mệt quá. Cảm giác mệt thiệt mệt luôn. Hành xác. Rồi xong rồi đó. À, được cái trứng luôn kìa. Hạ gục được cái trứng luôn. Giờ cái kiếm này có capturing. Hay quá. Vui quá, vui quá. Có đông vậy. Zombie ninja. Kiếm chỗ ngủ. Quậy banh bên đó luôn. Nói chung là nó quậy dữ lắm, nó quánh xét đánh là banh cái nhà. Cho nên hạn chế chơi ở căn cứ ha. Nãy mình đi là mình phải dụ tụi nó ra là vậy đó. Để làm cái khuy vợ, bởi giờ quên luôn á. Bởi giờ làm nhiều công chuyện lắm cho nên quên luôn á bạn. Nói chung làm nhiều chuyện lắm. Làm mà hả, đầu tắt mặt tối luôn á. Fever. I click supplementary. Ủa không có làm được nữa chứ. Kỳ vậy. Cái armory cabinet đâu rồi? Kỳ vậy. Armory cabinet. Nhớ có một cái mà. Vậy là hôm bữa chưa làm ha. Nhớ hôm bữa lấy đâu qua bên đây để ngó đồ nè. Kiểm lại coi có nằm trong hệ thống không. Cái quiver nó không cho làm. Chỉ có làm quiver của cyclic thôi. Increase arrow damage. Tăng sát thương lên thêm. Rồi làm liền. Đổ bền hả. Em bỏ hết rồi. Em bỏ hết rồi. Giờ mới chết nè. Để tìm đâu ra. Cái này đi farm mấy con skeleton là có liền à. Nó không khó hả. Làm rồi bỏ đâu rồi. Không biết luôn. Nó đã chạy đi đâu. Anh đã lấy mất phần đồ đó của tôi. Rồi bây giờ làm gì nữa? Thịt chuột. Rồi hết thịt chuột luôn rồi kìa. Fire rat spawner đem qua bển. Thật là nhức nhói.
Cái này đâu có bỏ mũi tên vô được. Nó đâu phải là cái khuy vờ đâu. Cái khuy vờ của supplementary kìa. Là phải đi săn con xương. Cần bàn chế tạo hả? Bỏ đâu hết biết. Cái quan trọng là nó cũng không có cái khuy vờ nào ở trong này hết. Không có luôn. Colossal chest kết nối với nhau. Colossal chest nó độc lập chứ sao nó kết nối với nhau được ha. Rồi bây giờ không có fever thì bật mất farm lên là xong. Farm con xương dài phát là có à. Chúng ta đang có night vision cho nên nhìn nó chổng thấy nó sáng. Với lại nó còn một phần này nữa. Có chưa. Kiếm cái khuy vờ tự nhiên lúc cần không có ghê thiệt. Thôi mở lên đi. Phiền quá. Ok luôn. Relay skeleton spawner. Không có skeleton luôn. Hay thiệt. Giờ muốn xuống hang là phải nấu thịt lên, bỏ lên đồ ăn cái đã. Con gì dưới vậy? Zombie, Creeper. Không cần quan tâm. Skeleton đâu?
Piper kìa. Mình muốn lấy mẫu con Piper mà không cho lấy mẫu. Chụp nó. Rồi xong. Cái cung nó chưa cho indestructible vô thì nó vẫn hư thôi, bình thường. Không có luôn, không có luôn. What? Gì ghê à? What? Enderman gì vậy? Cave Enderman. Enderman gì ghê vậy? Trên khi không cần thì có đầy, cái lúc cần thì không thấy ở đâu. Đi qua khu bên kia farm đi. Cái khu này nó chật chội quá. Không bác sĩ chuột. Cái quiver đâu rồi lộn. Nó ghi là chỉ kiếm được từ Dungeon Chest, Woodland Mansion. Hơi lạ ha. Đúng là hơi lạ. Có cái cung rồi kìa. Có lút tình nhưng mà không thấy. Giống như món đó nó không rớt ra từ mấy con xương hay sao á. Spider, K-Spider, Hurst. 3-4 cái spawner luôn. Zombie. Đi kiếm cái khuy vợ trầm cảm luôn. Bắt buộc phải đập spawner thì mới coi được bên dưới. Vậy ta nên đổi cái kia đâu rồi, đang để là loot cuốn sách. Không, cuốn sách bỏ nhà luôn rồi. Green Blood
có đảm bảo hơn không? Trong thời gian này nên bật mất farm lên đi ha. Khổ. Không cần lại hả? Một đống luôn. Cái lúc mà muốn tìm thì không có. Linh Block. Brain Coral. Pinata Loot. Và chỉ số đó làm sao để có? Có độ bền nữa. Stellar Arcanum Eternal Stellar. À, phải có soul nữa chứ, thiệt. I want soul nha. Quá phiền toái, quá phiền toái. Ây da. Có lẽ trong thời gian mà chúng ta đang làm cái này nè thì nó cũng sẽ có thôi. Phải cho cái soul extractor này cái gì đó unbreakable luôn ha. Quá khó chịu. Muốn đi chơi nhưng mà chưa được đi chơi. Thêm hiệu suất là thêm sao? Thêm hiệu suất cho cái gì? Hiệu suất là hiệu suất làm sao? Horseshoe, Golden Horseshoe tăng lất nè, là tăng lất nè.
Em nhẫn. Nhớ on lên nữa chứ. Rồi, on lên. Không on thì lấy gì may mắn. À còn cái này nữa. Cho vô luôn. Cái này cũng có độ bền. Tại vì cũng dư mà. Cái này nó sẵn luôn rồi. Trong phần slot fever. Bắn tăng thêm sát thương. Tắt nét đâu? Tắt đi. Cái hình thanh kiếm xem chỉ số là sao? Không hiểu ý bạn lắm luôn. Rồi nó cũng không có luôn. Vậy là trong phần chơi này có thể lúc đầu nó có, nhưng mà bây giờ tác giả đã chỉnh lại là không còn nữa. Chúng ta sẽ không có tìm được cái quiver đó. Tinh tinh bâu. Mình lấy mũi tên. Mũi tên thì ở đây nhiều lắm. Lớp 10. Bay không, minh âm. Mắt 1024. Rồi, thấy rồi. Bấm vô coi rồi luôn. Lớp 10. Cái cuốn sách đâu? Đi xuống coi mấy cái spawner ở dưới á, nó có không? Kiểm lại mấy cái chest này. Nhiều khi lần trước có thấy nhưng mà không thèm lấy, tại không có xài. Đó là cái nón rớt nữa. Có cái gì đâu không à. Có.
Có gì đâu mà chắc po. Nãy giờ là không có là thấy khó chịu rồi đó. Ê, cái có cái quiver không à ông ơi? Quiver này á, nó nói là trong dungeon 13 đến 18 stack. Woodland Mansion 9 đến 14 stack. Lich, ok. Creeper head. Không có luôn á. Có đôi dài rách. Tập hũ. Tập hũ này siêu thích. Thành ra hả, cho được cái hũ. Thế tình. Là sao? Là sao? Mũi tên thì nhiều lắm. Mấy cái này thì đâu có cần. Ôi cho đầy đủ hết luôn. Skeleton bên tuyết á hả? Con Frey á hả? Con S nó cho đầy đủ hết luôn. Minty Shock Fortune Fortune. Thật là ghê gớm quá đi. Là sao? Là sao? Hết biết luôn, hết hiểu luôn. Bị hết đinh nữa kìa. Ảnh thủ nữa. Cái này tình hình á là có thể là tác giả đã chỉnh lại rồi ha. Những cái con quái bình thường nó sẽ không có rớt những cái món đó nữa. React đi là gì? Mà bắt buộc phải đi tìm. Không để. Bắt buộc chúng ta phải đi tìm. Dungeon. Dungeon. Dungeon chứ không phải là ghi passion nữa. Tội nghiệp con xương. Con nhẫn phi thân xuống con xương đi luôn. Con nhện báo con xương. Chỉ có một vấn đề thôi, trầm cảm quá. Quá là trầm cảm luôn. Đi tìm mà không thấy, không tìm thì lại thấy. Tại sao nó lại như vậy? À,
Ví dụ như một món đồ gì đó mà rớt ra từ cái con đó, là chỗ này người ta sẽ để nè, Woodland Mansion, là cái đó ha. Còn nó không có là không có. Đúng, căng thẳng luôn á. Phê thiệt phê luôn. Thật là bó tay. Nó thật là kỳ lạ luôn á nha. Không thể nào hiểu nổi luôn. Hello, hello. Chúng ta có cái compass. Compass. Recovery compass. Structure compass. Cần phải có Eco Shack. Eco Shack Anson City. Chúc mừng bạn. Cỡ nào thì cỡ, chúng ta cũng sẽ cần phải chui vô trong. Nó muốn ở nhà, không đi đâu được hết. Rồi coi cái combiner lại coi, chúng ta còn thiếu cái gì nữa để làm cái combiner. Upgrade combiner. Còn thiếu cái beep blend. Thiệt tình. Cái mía hả? Đừng nhìn vô chổng. Tích cách lên tiền. Trầm cảm. Để quyết trầm cảm bằng cách là một bé tí demon đem ra chơi. Ôi Cryon Obsidian luôn mới ghê. Cryon Obsidian làm được không? Hỏi lửa cũng đỡ ha. Này có chưa? Hết upgrade còn mười mấy cái luôn. Chơi luôn. Rồi cheese. Lava. Con đó thì không khó, nhưng mà vấn đề đánh nó hơi lâu thôi. Rồi vấn đề là lao vô chiến đấu kìa. Chứ còn hả, đánh thì nó bình thường rồi. Nó không có gì bất thường hết trơn hết á. Nó mới bỏ gì vô ta? Thôi tractor. Còn gì nữa? Ngủ cái coi. Demon. Cần phải có lava. Cần phải có bất kịch. Đây không có lava. Hiện tại bé Long có làm 100 ngày Fitbit. Như phải 100 ngày AOA á, Advanced Ascension á. Ủa đâu mất cái Cauldron rồi? Ai lại lấy mất cái Cauldron ở đây? Khi clem chân nó hết hiểu rồi. Phiền ghê. Nether cheese. Ê, gì vậy? Không được.
Hello. Hello bạn. Rồi bên đây là có mấy bé tí khác rồi. Giờ đi lấy các bé tí mới. Trận mặt cứ vàng coi. Bé tí đó bận tô gà. Trận mặt cứ vàng nha. Bum. Bé tí biến quỷ. Ủa mà biến quỷ sao tầm thường quá vậy? Cũng giống bé tí bên Nether thôi mà. Cũng đâu khác gì Demon Rat đâu. Đâu khác gì mấy bé tí kia đâu. Chi nè, anh ta coi nè. Bé tí này. Đó. Bé tí bên Demon nè, anh ta cũng vậy. Không có gì khác hơn. Kiểu như biến quỷ mọc cánh này nọ. Nhìn như biến rồng này còn thú vị. Cái bé tí này như bình thường. Demon Rat. Xuất hiện bên Nether á. Bé tí này cũng không có gì lạ hơn bé tí kia. Rồi. Bé tí còn ngọn đầu. Còn luôn. Cho lên đây luôn. Cho lên đây thành vàng hợp sướng luôn. Vậy em này làm nghề gì đây? Quỷ thì có nghề gì? Làm pháp sư. Voodoo. Top hat. Aristocrat. Aristocrat. Chạc Creeper chân. This màu cũng không có gì đặc biệt. Bé tí này không biến cánh ra gì hết trơn nha. Bé tí này mới ngầu nè, nó thấy không? Biến rồng là có phong cách của biến rồng liền luôn. Nói tóm lại, trong ngày hôm nay thì chúng ta đang chờ vật liệu xây dựng được đào, cũng như là đang xử lý những công chuyện khác giúp cho mình được trở thành thanh niên may mắn. Còn bây giờ mình sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip khác. Bye bye.